nội dung của phim em, nên em không chấp nhận ngày tài trợ nào cả để mà xâm chiếm vào nội dung của em, bởi vì em có đủ tiền để làm phim. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, em cũng không chiếm một cái app nào cả, bởi em muốn khán giả ở dưới tỉnh của em, những người mà không thể kiếm một ngày được 30.000 đó, họ vẫn được xem miễn phí, bởi vì họ không phải tốn tiền mua một cái app. Đó là điều đầu, những điều đầu tiên. Điều thứ hai là anh thấy poster đúng không? Đầu tiên á, là ý của em chụp poster là chỉ chiếc xe và cái thùng hàng thôi. Nhưng mà em nói không được, đánh đố khán giả của em. Khán giả của em ở những tầng lớp, họ bình dân có, họ giàu có, họ không có tiền đó. Và họ không có phải đánh đố là tại sao poster nhìn như vậy không? Em muốn đơn giản là một thằng này sao trở thành một thằng này. Đơn giản cho họ dễ nhận diện. Thực ra có những nhiều ý tưởng được đưa ra để chụp lớp, nhưng mà em vẫn đảm bảo con đường của em là cho khán giả của em được những cái điều mà họ cần nhất, chứ không phải là tạo ra một tác phẩm kinh khủng khiếp gì đó. Đối với em là không, mà cuộc sống nó quá nhiều mệt mỏi rồi, chúng ta đừng có đánh đố nhau kể cả một cái poster. Rồi điều thứ ba là chắc chắn cái phim này là một phim riêng biệt chiếu trên app và sẽ chẳng liên quan tới những phim sắp tới em làm ở rạp. Không có liên quan, này không có chuyện mình nhiều người coi cái lấy ra để làm không, em không có cái con đường đó. Em sẽ làm nhiều phim rạp và Tết năm sau sẽ có, nếu như mọi thứ nó thuận lợi. Còn cái phim này thì nó vĩnh viễn nó là một món quà của em dành cho khán giả này. Đơn giản vậy thôi. Cảm ơn. Và còn về câu hỏi liên quan đến Hoa hậu Tiểu Vy, xin mời anh Thịnh. Còn về cái chi tiết mà bạn nói là liệu anh chàng shipper này có gì đặc biệt để cho một cái vị gọi là quản lý đó chọn lên làm chủ tịch, thì đó là chính là cái mốc chính của câu chuyện phim. Khán giả cũng sẽ đặt dấu hỏi, nó cũng giỏi, nó cũng có cảm tình, nhưng mà như hơi quá ta. Cái đó là ý đồ của những người làm ra bộ phim này. Và thật sự khi theo dõi 5 tập thì các bạn sẽ hiểu tại sao lại có cái chuyện đó. Rồi, xin cảm ơn bạn. Thực ra phim này nếu mà bây giờ dựng thì Trường Gia và Đức Thịnh thì dựng thành 10 tập cũng được, nếu lấy gọi là số lượng. Nhưng không làm điều đó, chỉ dựng đúng 5 tập thôi. Bởi vì khi làm kịch bản với Hoàng Khôi thì chúng tôi đã có hệ thống phân đoạn nào và góc máy nào sẽ kết thúc tập đó là sẽ dựng kết thúc tập đó, chứ không có tham về số lượng. Rồi điều còn lại là tại sao mời Hiếu với Vy luôn ha, nói về Hiếu với Vy luôn. Thứ nhất là mình thích thì mình mời, điều đầu tiên, tại mình không thể làm việc với người mình không thích. Thứ hai là nó đẹp là chuyện đương nhiên, món Hoa hậu mà đừng nói chuyện đẹp ở đây nữa, Hoa hậu là phải đẹp chứ. Còn cái điều mình thích nhất ở Vy là cái sự mộc mạc của Vy. Có thể bé diễn không hay bằng những người khác, có thể bé không nhiều kỹ thuật về những người khác, nhưng sự chân phương là bé có hơn nhiều người khác. Đó. Còn Hiếu là Trường Giang là rất là thương Hiếu, trong nhóm Hai Ngày Một Đêm thì thương nhất là Hiếu bởi vì non nớt. Và Trường Giang cũng đã nói chuyện với Hiếu nhiều lần rồi. Nếu sau này đóng phim điện ảnh thì phải đi học, chứ đừng có, kể cả anh mời cũng đừng đóng nếu không được học. Và đã nói chuyện với Hiếu rất rõ về việc đi học diễn xuất và Hiếu rất đồng ý điều đó. Còn đây chỉ là một cái phim gọi là thực tập để chạm ngõ, để biết điện ảnh là gì, máy là gì, âm thanh ánh sáng là gì và cái cơ chế của một đoàn phim nó hoạt động như thế nào, là cho là Hiếu đã biết rất rõ về điều đó rồi. Cho nên là sau này mọi người sẽ thấy Hiếu ở trên một phim điện ảnh, chắc chắn điều đó sẽ là vai chính rất là hay. Còn đóng với ai, nhà sản xuất nào, đạo diễn nào, bạn diễn là ai thì đó là Hiếu tự chọn. Việc của Hiếu là bây giờ sẽ học, và Hiếu hiện tại đang học rất nhiều thứ mọi người. Qua năm sau sẽ thấy sự bùng nổ của Hiếu hơn hôm nay. Hỗ trợ cho em nói, cảm ơn mọi người. Cảm ơn sự tư vấn của nghệ sĩ Trường Giang. Dạ, xin mời câu hỏi tiếp theo từ các anh chị để chúng ta làm rõ thêm. Có một cái ký ức không phải của em, nhưng mà tại vì cái người có ký ức đó nó không có mặt nên chia sẻ dùm. Là chị Thúy bữa đấy em biết đánh vô tay của xin đứng nghiệp có sưng ra một cục to thì là to luôn á anh. Là ký ức ngọt ngào đó hả? Em nghĩ rất là ngọt. Là có phát hiện chân lên lúc nào? Lúc mà ở trên xe. Đó, sưng rồi, lúc đó là sưng. Có gọi cái kiện ở sau em nó dạ tối nó mới sưng anh. Mình bỏ qua vấn đề thời gian được không ạ? Nói chung là cái kỷ niệm là vậy đó, còn em thì không có bị đánh. Dạ, nói chung là đạo diễn cũng có nhiều pha hóc búa khi thực vai. Vô.
Đứng hai trong rạp, ngồi sau vô. Vô rạp thôi. Tin chú